trực tiếp với số anh nhá, số xong là anh báo với các bạn ấy là anh cọc con xe này giúp em. Đấy, mình đọc số rồi nhá anh em nhá, bên TikTok. Còn bên fanpage anh em lưu liên hệ luôn số trên TikTok, trên fanpage được không? Bởi vì bên mình là có 3 máy, hiện tại mình đang chạy 3 máy để quay anh Yên. Rồi chiếc xe này giá họ rất là hợp lý anh em ạ. Rất hợp lý anh ạ. Một chiếc xe đã bỏ mẫu nhưng mà nó vẫn là em nó Dream Việt Nam. Một vòng đi, xe dành anh 2016 mọi người nhá. Chào đều lội suối Lai Thồ. Đây, Dream giá sao có luôn giá cho anh em luôn đây, một chiếc Dream Việt Nam đời 2016. Đây, em quay gần đây cho cô, cái mặt trên này có bị xước sát một xíu anh em nhé. Màu đỏ con này mới về anh ạ, mua vào là thế anh em mua vào là 11 triệu 500 thôi. Ừ, dạ nhỉ. Vâng, giá rất hợp tình hợp lý anh em, 2016 mọi người nhá. Sơn zin rồi. Tam nan này, tam nan nó zin này. Đấy. Sơn zin máy zin. Sơn zin máy zin. Sao 11 đấy. Rưỡi mua rẻ thế. Quá hợp lý này, đời 2016 anh tưởng màu đỏ. Giá nhập vào mình 14 triệu bố rồi. 11 rưỡi mua. Đây, mặt mũi phá kính này. Rồi, bản kỷ niệm nhá. Ông nào mua con này 11 rưỡi, ông nào mua rẻ thế. Rồi. Biển C2 Hoàn Kiếm nhá. Gần bờ hồ đấy anh em này, bờ hồ. Hoàn Kiếm luôn đấy. Nó là lúc okay, nào nó là số 1 rồi. Hà Nội mà ra biển C nó là số 1 anh em nhá. Tất cả nó là số 1. Còn A, còn B Ba Đình rồi, còn P Phở Cầu Giấy thì nó là xa rồi. Ok anh Mạnh Cường. Cách đây lâu lâu nói P Phở nó là ngoại ô mất rồi. Thấy có bác nào đã cũng gửi anh em thấy có anh em báo cọc lưới rồi đấy. Đang có khách cọc lưới rồi. Đây đang có bộ các bộ phận mình đang cọc nha anh em nhé. Đây thực tế này đang báo cọc. Cọc đó đem 799 rồi nhá. À, đây cọc này. Mình đang báo khách cọc. Quá hợp lý rồi. Cảm ơn Hoàng Anh đã cọc anh em nhắn tin trên này để gia đình có lời cảm ơn đấy. Sơn zin, máy zin, xe zin 11 rưỡi. À, chắc là bên TikTok anh em chốt bên TikTok ấy. Gọi điện cho Quỳnh ở đọc biển số luôn, đọc số luôn. Chưa thấy anh em chỉ đọc báo số là... luôn. Đọc số Quỳnh. Chỉ biết là số anh em báo là chốt anh em chưa biết anh nào chốt cả. Ngon thế nhỉ. Anh nào chốt báo cho em ở đây với nhá để em gửi lời cảm ơn ạ. Ngon thế. Giá con này thì yêu thương này. Đấy. Đi ăn đi làm. Grab cũng được, xe ôm cũng được, chở hàng triệu ngon. Mua. Đây 13 triệu mua con này nhá. Em đỏ này bao tiền cho em một tiền lại về với người hiền nó khổ thế. Đời 2016 anh em nhá. Không mua rẻ nào, mua rẻ này. Đời 2016 110 đấy, sơn zin 1 rưỡi. Thôi buổi live duy nhất này nhá, lên anh em 2 triệu rưỡi. Một buổi live duy nhất, một ngày duy nhất, chỉ duy nhất một ngày ngày nay mà. Còn ngày mai lại lên thêm nữa. Lên 2 rưỡi nhá, quá rẻ rồi, thật là 13 triệu mình cũng mua, 13 rưỡi cũng mua, 14 triệu cũng mua. Một chiếc xe sơn zin, máy zin nhá. Đấy một vòng đấy con quay một vòng một chiếc xe 13 triệu. 14 triệu. 500. 14 triệu. Lên 2 rưỡi 11 rưỡi nha, lên 2 rưỡi một vòng đấy. 500. 14 triệu. Mấy gì? 14 triệu đồng anh em ạ, một chiếc xe Dream 2016 sơn zin máy zin chưa chưa dọn mọi người nhá. Xe này anh em mà xe chất không phải dạng xe Grab với bài loại vứt cũ đi, lại xe này xe chuẩn luôn anh em nhé. Đây cứ phải là hàng đẹp mới nói chuyện. Máy ngon nhá. Ồ, em mở ra rồi đây, đây nhá. Đấy, mà cái úi giời ơi, còn lắp cái mẹ chống trộm báo xăng nó rồi, mẹ chống trộm kỉnh làm. Rất đẹp. Được. Rất hợp lý nhá, bác nào mà mua này về đi lai thồ chở hàng rồi đi xe ôm hoặc đi công đi việc quá tuyệt vời luôn. Thế đoàn chốt này bác không bán anh được rồi, đừng mặc cả nữa. Xe này thợ có thể mua được nhá, thợ không mua con thợ mà mua con này mà lỗ. Thợ Hà Nội nhá, còn các tỉnh không nói, thợ lỗ nhá. Mình ra đây mình đền tiền nhá, nếu mà thợ mua này mà lỗ. Đấy, anh em nói thật, cái giống này nó không sản xuất nữa, nó cũng nói thôi, cũng rất nhiều người mua nhá. Máy zin anh Hồng Nguyễn nhá. Sơn zin, máy zin, con quay cho bố cục máy. Vâng. Cục máy. Đấy, 14 triệu. Sơn zin, máy zin. Rồi anh em lốp nếu mà... Lốp còn dày xe nhá, còn lầy dày này. Anh em chốt xe bên TikTok thì cố gắng liên hệ trực tiếp với số hotline của em ở trên nhé mọi người nhé. Tại vì anh em nói ở đây báo chốt thì bọn em không chốt được đâu ạ. Tại đấy ai mà anh em bên thôi. TikTok số Quỳnh luôn đọc luôn này. 039 này anh em lưu vào này. 387-3666. Ê Quỳnh đâu Quỳnh nhỉ? Đây. Quỳnh đang anh ơi anh gọi đang nhắn tin đi anh chốt giật ơi. Đang nhắn tin. Anh gọi trực tiếp với số các đây, Đồng Nhung luôn. Đã khách đang cọc gem đỏ này. Em okay, Nhung không phải là Quỳnh nữa mà Nhung nhá. Khách đang cọc gem đỏ. Anh em đang báo cọc.
Bây giờ đang báo anh em nhé, cố gắng bắn tiền nhanh, nhưng không có đây anh em lại xếp hàng mất. Báo cọc nhé, nhưng mà chưa chuyển tiền anh em nhé. Đây đang xếp hàng này, nhưng con lợi vừa rồi là đang báo thôi, nhưng chưa cọc, chưa chuyển tiền. Đúng rồi, bao giờ tài khoản của mình nổi tiền đặt cọc? Anh em ý đặt cọc rất mệt. Lên lúc nào cứ alo cho em Dung nhá. Nào lên alo cho em. Thôi để mình tắt máy, máy ngon hết nhỉ. Rồi. Rồi, AB2011 nha anh em nhá. Đấy, một chiếc quen quay gần như cô được cái pha kính con này đẹp. Em đến từ Hoàng Mai. Bắn tỉa. Rồi, nên em giả luôn thủ bắn tỉa. Sơn bên này mất một zin anh em nhá. Đấy, thôi nên được cái nó mất một khít cái chân trống này bên em cũng có bắn. 2011, 13 triệu 500 nhá. Rồi. Đây, ra máy có nguồn zin anh em nhá. Ra máy có nguồn zin này. Đấy, củ lát. Trên bếp là 289 anh em nhá. Tay sách thì anh bên có tỉa này. Biển 2943595. Em đổ máy cho anh nghe nhá. Chào Tú Hoàng nhá. Lâu lắm mới gặp Tú Hoàng. Trên này anh em lạc đâu? Lạc vào đây Tú Hoàng. Sao vừa nổ xong đấy. Chưa bóp à? Đây từ đây đấy. Đẹp thế nhỉ, để con quay máy. Cảm nhận. Chắc chắn rồi. Đấy, một vòng. 13 rưỡi anh em ạ. Máy nổ thì thầm mùa xuân. Đấy, nổ đấy. Êm thế nhỉ, có cần phải êm này không? Chắc không cần phải êm đây nhỉ. Em ơi, quay quạt, đừng quay hất vào mặt này. Đặt ở đây. 2011, 13 triệu 500 nghìn. Đặt đây quay ạ. Máy rất là ngon nha anh em nhá. Nó phải anh em ạ, đấy phải. Dáng đầu to. Cứ phải quạt củ các thứ cho thổi ô nhiễm không khí rồi anh em ạ. Nói thật Hà Nội giờ tiền không thiếu, nhưng mà mỗi thứ thiếu mỗi oxy tươi rồi anh em ạ. Mổ thế. Thật sự với anh em Hà Nội thì sống ở Hà Nội thì tiền thì không thiếu. Đây anh em nói thật, người dân Hà Nội tiền không thiếu. Thiếu mỗi oxy tươi rồi anh em ạ. Thật sự như anh em ở các vùng biển hải đảo và những anh em các khu cái cánh rừng sướng lắm. Đấy, mà nó nhiều oxy tươi ở đây, không có thiếu oxy tươi anh em nhé. Chính thức Hà Nội đang thiếu oxy tươi. Đấy. Rin đỏ em vừa quay rất là kỹ rồi anh ạ. Anh con này là cũng máy móc về zin nhá anh em nhá. Con quay cho bố cục máy đây. Quay lại cho bố cục máy, máy zin. Tin nhất luôn, toàn bộ gầm mẹ, giảm sóc trước sau đẹp, ngon. Đấy. Quả yên mở chưa? Ôi, anh em cũng ba sạch sẽ, ngon lành chảy ra hết rồi anh em rồi. 13 triệu 500 nghìn 2011 anh em nhé. Đây bên em test rất là kỹ càng cho anh em rồi này. Đấy, test rồi này, sạch sẽ. Anh Nguyễn Thành, bạn xem Hoàng Kiên kinh doanh bán xe máy không mua được cũng rất bổ ích. Ok, chả có gì ngoài đất anh ạ. Tiếp theo là một chiếc xe Way 110 anh em ạ, chạy vạn mốt đời 2020 màu trắng. Ngồi cho nó rộng cho thoải mái. Vâng. Rồi quay cho cô một vòng trước thì xong là cô phụt zin anh em nhé. Mayo zin, tam nan vẫn còn zin này. Lốp này vẫn còn zin theo xe đây anh em ạ. Kiểm tra lốp đây. 2020 tuần thứ 34 năm 2020. Đấy. Sơn áo này. Rồi, ra máy. Mua 14 triệu nhá, cộng anh em 2 triệu. Ra máy vẫn còn cộng triệu 7 thôi. Quay này buồn chán chân lắm. Chân trống thì bên em có bán tỉa mọi người nhé. Buồn chán, quay này chán lắm. Mỏng như tờ giấy buôn đi anh em ạ. Biển Hà Nội. Đấy, tam nan này. Tam nan vành bánh tam nan hộp xích vẫn còn zin. Anh Minh Hiếu ơi, còn đấy 89 triệu anh Phạm Minh Hiếu ơi. Vâng, đấy một chiếc 2020 chạy hơn vạn cây. Xe mát vẫn còn zin đâu xe. 14 triệu lên anh em, 1 triệu 7. 15 triệu 700 anh em nhé. Xe km vạn 1. Đây em quay cho bố cái yên, đây gọi yên. Ok anh Đăng Thắng. Yên. Ok anh Đăng Trần. Tay nắm các thứ để mình test nổ máy nhá. Bao giờ mình thì mình liên quan đến ô nhiễm không khí thì bắt buộc mình cứ quay xong nổ máy sau. Thì cả một con nào cả máy không được phát xử lý ngay, nhưng máy ngon lắm, con này máy nó ngon luôn. Chất lượng. 2020 chạy có hơn dạng. Kiểm tra giảm sóc thứ trước sau. Nói chung là chất lượng, không vấn đề gì. Biển Hà Nội nhá, các cháu bắt đầu vào học sinh rồi, các cháu bắt đầu vào đại học rồi. Là vẫn phải cần những chiếc xe biển Hà Nội đi nhá, ba mẹ các nơi cũng phải cần.